Đừng quay vào mặt. Cầm lên. Đâu? Đang quay. Báo cáo với các bác, đây là đuôi này là đánh dấu, cắt đuôi, con bên này cũng cắt đuôi, đánh dấu chân trái, cho đây. Mỗi con một ngăn, không là nó đánh cái đau mắt. Đây là niêm phong. Anh nhận chim thấy cái này nó không bị bóc băng dính nhé, không bị rách cửa là an toàn. Đó, nhìn quay rõ vào đây cho các bác nhìn. Đây lỗ này là lỗ thở. Đấy, dập đặt rất là ok. Hôm nay thì chiều hôm nay là chiều 24 tháng ấy thì có một số anh em chết rồi, chỗ này là Gia Bình, Bắc Ninh. Số này tí nữa phải ghi vào đây. Bắc Ninh này. Đây là Trạm Trôi này. Đây là Vĩnh Thịnh này. Và rồi để lại tí nữa Mạnh nhỉ? Hai cái kia để riêng bên đấy. Đôi 199 này là bác ở Hà Đông này. Và hôm nay Thao xin giới thiệu với các bác là nó rất là đơn giản. Đây là cái cách mà mình chuyển chim để giống cho anh em. Đây là nước bông và dưới khay nhôm để cám lúa. Chỗ này là 20 con chuyển vào trong Quảng Trị gửi nhà xe Anh Việt 0989640878, còn khách hàng là 0168350 6550 Quảng Trị. Đây là 20 chim vú nuôi VN đã chuyển khoản. Ok. Thì đây là những cái cặp chim Nhật mà mình chọn là 10 con trống 10 con mái. Đó, mà con trống thì có thể đánh dấu ở chân. Đây các bạn này. Một. Ok, còn đứa nào nữa? Anh em mà mua những chú chim giống thì nó cũng đẹp đẹp như này thôi. Anh em yên tâm là chim giống thì rất là ok. Đây, chim này là chim lui. Lui từ nhỏ. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Nhỏ xíu đẹp. Đó. Quá đẹp luôn. Lon, chim lon. Quá nhiều luôn. Chim lon. Chim lon. Các bác nhá, các bác mua chim cu các bác liên hệ cho mình là 0163 5305 982. Thì
cứ tầm 6 giờ là mình phải gửi ra xe rồi, và tầm 2 giờ là mình gửi ra xe. Các bác gọi điện hoặc các bạn báo thì các bạn lên báo sớm để mình có cái chủ động. Đó, thì mỗi một cái đơn hàng này đều có cái con dấu đỏ của mình đây. Đấy, con dấu đỏ. Chim cô gái hay. Đó. Thì anh em chú ý là khi nhận là thấy cái thương hiệu của mình. Đó. Cái chú chim này thì tầm 8 giờ tối đi và sáng mai vào đến Quảng Trị. Kể ra là không ăn không uống thì chả sao, nhưng mà thôi đây. Mình cứ để ở đây cho nó tự nhiên. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đang ăn lúa này. Đấy. Đấy, đấy. Nó rất là tự nhiên. Mà chim các bạn thấy là gì? Bóng, trơn, đẹp. Không có mầm bệnh nhá. Đây là một bác này, là bác cũng có nhu cầu là nuôi nuôi trang trại sinh sản giống mình. Mình chuyển giao công nghệ và để giống như bác cả chim vú nuôi, nó chim đen. Hôm trước bác lấy chim ta, chim đen, rồi hôm nay bác lấy 10 cặp vú nuôi. Mai có một bác Thanh Hóa là lấy 20 cặp. Thì anh em lấy số lượng tầm 10 cặp đổ lên thì tất nhiên là mình sẽ giảm cho một chút tiền xe, thịt cước. Đấy. Còn nếu anh em mà muốn tìm mấy con khách, mấy con mồi thuần thuần thì các bạn, các anh em có thể đấy, con này con thổ này. Đó. Và những con trong đó là này, có một bác ở Hà Đông. Hà Đông. Thì các bác cứ yên tâm là các bác mua. Các bác mua cả bu. Mình bán chim thường mình bán rất là nhiều. Mấy giờ rồi bà? 2 giờ kém à? Thoải mái. Hổ lên tiếng. Giới thiệu các bác đi ra đằng sau trang trại. Các bác nhìn thấy là mình cũng thực sự là cũng không có tính chất gì ấy khoe khoang quá. Đây là nó là cái nhu cầu quảng bá sản phẩm mà để giới thiệu cái tên tuổi của mình ở trên thị trường. Đấy, các bác thấy là đây là những chú chim bố mẹ này. Đây. Đấy. Chim bố mẹ. Chim bố mẹ nhá. Đấy. Con ở trên là đang ấp. Đây, mình có thể xem cho các bạn biết là nó đang ấp như nào. Đây. Đấy, ra đấy, ra khỏi ổ đấy, thấy chưa? Bạn. Đâu cũng thế thôi. Lấy mỗi một ô phi này là một ổ này. Đây một ô đôi này. Đây một đôi này. Cả một dãy trên này khoảng mười mấy đôi. Toàn đôi hay mình để chỗ gần người trên này. Đây con của nó dưới. Con này. Con chưa có cửa, bố mẹ ở trên. Đó, mình cái này nó có cái dây đen đen này giống con rắn, nó hơi giật mình các bạn. Cái máy ảnh của mình nó có cái dây đen đen. Thì
cái số lượng để mà chim Thái hay chim ta hay chim Nhật thì các bạn cứ yên tâm, mình sẽ cố gắng, mình sẽ nhân giống và sẽ chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho các bạn. Thực tế là nếu như các bạn tin tưởng thì mình chim đấy, mình cứ nuôi hoang dã này thôi. Các bạn thấy này, đấy, rất là nhiều chim vú nuôi Nhật. Và đây là những cặp chim Thái này. Đấy. Đây là những, các bạn đừng nghĩ là nó nóng quá, thực ra chim là chịu rét kém lắm, nhưng mà chịu nắng thì vô tư. Nắng nó có thể chịu được rất tốt. Đấy, các bạn thấy là đây nó có bóng cây mát. Đấy. Đấy. Các bạn thấy là những chú chim này. Đấy. Đây là những chú chim bố mẹ này. Đấy. Ừ, hình như đấy là nhầm 4 dãy mà sâu dài hút 100 mét. Các bạn thấy là cái lượng chim rất là nhiều. Đó. Đây này. Đó. Rất là nhiều các bạn ạ. Đây. Đấy. Rất là nhiều. Mình nghĩa ra mình bỏ cái dây đeo của máy ảnh thì các bạn biết là nó đây những đôi này. Nuôi hoang dã, mình nuôi dân dã các bạn. Các bạn nuôi nó càng thoáng, càng tráng lắng, càng nó càng không có vi khuẩn, nó càng không có mầm bệnh. Đây này, các bạn thấy rất đơn giản. Nhiều người cứ bảo là tại sao nuôi đơn giản thế mà lại vẫn ok. Đây các bạn, đây là những chú chim này, chú chim hậu bị này. Những chú chim này là những chú chim tầm khoảng 5 tháng tuổi rồi. 4 5 tháng tuổi gì đấy. Đấy. Nó đã bắt đầu phủ cườm rồi. Con như thế thì mình có thể bán con đực cho các bạn một vài trăm các bạn chơi. Đây. 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 Bên này rất là nhiều. Các bạn nhá. Rất nhiều chim vú nuôi mình bán 400.000 một cặp. 400.000 một cặp vú nuôi. Đây. Và những bắt đầu là đến tháng thứ 6. Đến tháng 6 là chim 6 tháng là chim Nhật Pháp là nó đã đến tuổi đẻ rồi. Đến tuổi trưởng thành. Đấy. Đấy. Mình nuôi treo đu đơ trên không thế này để cho nó không phải dọn phân. Đấy, chim nó không có mầm bệnh. Các bác yên tâm là như vậy. Đấy. Các bác yên tâm nhé. Đây là những cái phi, cái lồng. Đấy. Thì các bác thấy là mình đâu có nói chơi đâu. Một vài trăm chú chim để phục vụ cho toàn quốc. Những chú chim này của mình chuyển ra tận Phú Quốc rồi các bạn ạ. Các bạn thấy là mình nuôi đây, mình có một cái lồng AV rất là lớn. Trong này có những cái con mình nuôi nó cả gà rồi cả chim chóc, nó rất là tự nhiên. Ở trên quê Ba Vì chúng tôi đất rộng lắm các bạn. Đất rộng. Đất tính hàng mẫu, một hai mẫu. Đó. Các bạn thấy quá nhiều luôn. Thế thì các bạn cố gắng là nuôi chim sinh sản thì các bạn cố gắng là tìm cho mình một cái bộ gọi là vú nuôi, nó không đáng nhỉ. Các bạn thấy chim rất là bóng trơn đúng không? Khỏe mạnh đẹp đẽ. Đẹp như tranh vẽ luôn. Đó. Mình nuôi nó có ăn, có giờ, có giấc thôi. Đây. Thóc lúa chỉ ít này thôi. Đấy. Nó không ào ào. Đấy. Các bác yên tâm là các bác gọi đến số điện thoại là 0163 5305982. Một cái tên tuổi, một cái số điện thoại rất là quen thuộc. Mình tên là Vũ Văn Thao, địa chỉ là thuộc cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bác đến tận nhà, các bạn lựa chọn thích con nào thì các bạn bắt. Hoặc là các bạn tin tưởng thì các bạn có thể alo cho mình sẽ chuyển cho các bạn. Ekip của mình chuyển đi là toàn quốc nhé. Mình chuyển Phú Quốc hay là miền Tây, miền Nam, rồi miền Bắc, miền Trung là mình chuyển hết. Đó, bồ câu. Nên các bạn thấy là cái lượng chim rất là nhiều. Đấy, bay. Đấy, chim Thái này. Đây là con Thái trắng, đây là con Thái màu hồng. Đấy. Thế nên là mình bắt mình bán cho các bạn đâu có ngại số lượng đâu. Có những lúc mình có ngày mình xuất cái loại chim vú nuôi này có khi là mấy chục con. Các bạn thấy là nó, tại vì chim vú nuôi thì nó rẻ. Một vài trăm một đôi, nuôi mấy 4 5 tháng được một đôi. Chim bố nuôi quá trời luôn. Đây chim bố mẹ. Chỗ bố mẹ đang ấp. Bố mẹ đang ấp. Đang ấp. Trứng. Trứng.
trứng đấy. Mình thấy đôi này nó dặn dặn tí thì mình quay cho các bạn biết. Đó. Đấy. Con bố này, đấy, con bố đấy. Đây chim bố mẹ này. Đấy, đây chim Nhật này. Chim Thái này, rất là nhiều. Chim bố mẹ này. Chim bố mẹ quá trời luôn. Đây, chim bố mẹ. Như vậy vị trí là từ trên dưới là bốn hàng, bốn hàng dọc dòng dòng rất là nhiều chim. Đây, con này là con bố thổ nhưng mà nó lại hơi bị nó bị mù mắt, nhưng mình để lại mình không bán được cho ai, mình để cho nó làm sinh sản thì tiện này mình chuyển cái bu chim nó nhiều nhiều hứng thú lên một vài đơn nữa. Mình thực hiện clip này để các bạn biết qua cái mô hình các bạn thấy là chim Thái này. Đấy. Chim bố mẹ trong bố mẹ. Những cái phi này các bạn có thể nuôi một đôi một cặp được hạ thổ. Đấy. Và nhà mình lúc nào cũng có khoảng chục con là nó mình nuôi từ nhỏ mình thả đây này. Thả quanh những cái cây này bóng mát các bạn nhé. Đây. Đây. Chim bố mẹ. Đấy. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay trên YouTube và trên Facebook. Thì các bạn có thể kết nối với Thao Chim Cu Gáy, số điện thoại là 0163 5305982. Thân ái chào tạm biệt. Bây giờ đến giờ mình đi gửi chim rồi. Đây, cầy nuôi chim phải có vào. Kìa, đây là con chim ngoài rời. Con chim này là chim mình zoom lại để mình nhìn cho các bạn biết này. Đây, mình zoom lại tận nơi cho các bạn biết. Đây là chim này là nó là rất là thuần. Đó, chim nuôi ở cây luôn á. Mình cách nó khoảng 3 mét trên đời đỉnh đầu mình luôn. Đó. Đó. Đấy, cái máy này nó cũng zoom được khá là gần. Thí điểm nuôi một vài con nó hoang dã đi cho nó ăn quen từ nhỏ, nó chỉ ở vườn tối nó cũng ngủ rất là thân thiện. Nếu con nào mình cảm thấy mình muốn bắt mình vẫn bắt được chứ không phải mất các bạn nhé. Thế các bạn nuôi chim nhiều khi cứ đừng nghĩ là nó phải nhốt cái gì cả. Có những lúc có những con mình cho nó tự do thì nó vẫn ở mình chuyện bình thường. Đi cô Mai ơi, đây cô mang cái bù đấy mấy cái này ra. Còn hai hộp này để tí Mạnh nó gửi xe buýt kia. Xem này. Cái này chưa có số à? Bắc Ninh. Đây đây, hai cái này để riêng. Hai cái này để riêng để lại, không có hồi mang nữa. Mang cái này, nhưng mà cái này để cháu nó ghi số đã. Cái này ghi số. Số của nó. Sao bắt lại không ghi số thế nào nhỉ? Xem sổ. Sổ của nó đây. Sổ đây. Đây rồi, 0971724088 0971724088 vội không ghi 0971724088 rồi ok. Hổ cô đi đấy cái này. Nó xe này nó có tiền chim nó gửi về. Bảo nó trừ cước.
Đây nè, bên này mua một cái nhà lưới AV rất là lớn, con dao sổng thì vẫn ở trong cái lưới này. Này ra 100m đầu ngõ này là có xe của bà chị, cứ 2:15 là bắt đầu chị sẽ nhận và chị gửi xuống văn phòng ở Mỹ Đình. Từ văn phòng Mỹ Đình mình có một văn phòng ở đó và có anh em làm việc sẽ phân bổ đi các tỉnh. Chính vì vậy là các bạn không phải lo việc đổi chim hay là việc nhầm lẫn gì cả. Cái này là mình làm lâu năm rồi, nên là cái sự gọi là quy cái tổ chức của mình khá là ok, các bạn yên tâm nhé. Hôm nay chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.